bán đâu hết rồi. Cô dâu chú rể chuẩn bị đến rồi. Cô Trân. Dạ. Cô nhớ cho tôi đây là cái thùng tiền của hai cháu. Cô trông thật kỹ cho tôi nha. Bác cứ yên tâm nghề đúng của rồi, em. Đúng rồi. Bạn ơi. Sao? Khách khứa tới rồi. Khách đến rồi. Đến rồi. Thôi bây giờ như này. Ờ, khách bên nhà gái thì chú đón. Khách nhà trai là của tôi đón nha. Rồi. À, khách đến rồi. Thôi mừng gia đình. Chúc mừng gia đình. Chúc mừng. Chúc mừng gia đình. Ôi trời ơi, đẹp quá. Cả chú đây. Mừng gia đình. Ôi, chúc mừng gia đình. Chúc mừng gia đình nhé. Ôi, chúc mừng gia đình nhé. Trời ơi. Ngay rồi, chúc mừng gia đình. Cảm ơn gia đình. Ôi, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Quá tuyệt vời. Vâng ạ, các bác ạ. Đây là cái thùng bỏ tiền cho các cháu. Em mời các bác vào tự động bỏ vào giúp em. Quên bọc rồi. Quẹt thẻ. Không mang tiền. Chuyển khoản. Bây giờ công nghệ 4.0 rồi, không bao giờ có lý do nào hết. Xin chào mừng tất cả quý vị đến với đám cưới của đại gia đình nhà chúng tôi ạ. Và đó là cách mà chúng tôi mở đầu chương trình Nhập Gia Tùy Tục tập hôm nay. Nhập Gia Tùy Tục là một chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam. Và như thường lệ, tôi là Dustin Phúc Nguyễn. Còn cùng tôi với... là Dũng Xoay. Và quan trọng nhất, vị khách mời của chúng tôi, ca sĩ Võ Hạ Trâm. Người được chúng tôi tin tưởng giao trông thùng tiền, vị trí rất quan trọng trong mọi đám cưới ở Việt Nam. Và đây, quan viên hai họ, chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón quan viên hai họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngày nay thì có thể có rất nhiều cách để mừng, ví dụ như ở các vùng quê thì có thể người ta mừng bằng hiện vật, có thể là quà, thậm chí luôn là thóc gạo. Bây giờ tất nhiên người ta quy đổi cho tiền cho dễ, thậm chí chúng ta còn chuyển khoản. Hay quá vậy? Có luôn mà, ở dưới thiệp mời là có luôn tài khoản luôn em. Mà nhá, cái trò mà mừng bằng nhắn tài khoản này cũng hay lắm. Anh có một đám bạn là nhắn tiền mừng qua tài khoản và kết quả là anh ấy nhắn thừa một số 0. Đáng ra là cả hội mừng có 500.000 thôi thì anh bạn mừng thành 5 triệu. Thế là anh trả anh ấy một số 0. Thế là anh trả anh ấy một số 0. Tại vì thừa một số 0 thì mình trả một số 0, chả vấn đề gì cả đúng không? Đi đâu mà thiệt. Mới nghe luôn. Có mà, Trâm chưa biết vụ đấy. Dạ. Trải nghiệm của mọi người về đám cưới Việt Nam như nào? Khi em tổ chức đám cưới thì cái chỗ khu tổ chức đám cưới đấy thì có nhiều đám cưới khác nhau cùng tổ chức. Thế là khách của em khi mà đi vào ấy thì họ bỏ nhầm tiền vào hòm của đám cưới khác. Ôi trời ơi, đau đớn quá. Bao giờ đám cưới cũng phải chụp ảnh cưới mà mặt cô dâu chú rể thật to để trưng ở ngoài cửa để tránh trường hợp như là nhà Lily là bị bỏ nhầm sang đám cưới nhà khác. Không, nhà em cũng có cái ảnh đấy chứ, nhưng mà chả hiểu vì sao, chắc là người ta kiểu đang đông. Do công nghệ make up và công nghệ chụp ảnh. Tất cả các cô dâu đều giống nhau nên là đại khái đứng từ xa nhìn khó. CJ, em cưới rồi thì như nào? Nhiều khi nó phức tạp lắm. Khi mình bỏ tiền ra thì mình phải bỏ bao nhiêu tiền là ok. Kinh nghiệm của anh đó là em đi ăn cưới với ba cái phong bì khác nhau. Với ba cái phong bì khác nhau. Em và em nhìn cỗ xong. Món này ngon, tôm hùm được. Ok, chốt phong bì 1 triệu. Nếu mà là cỗ bình thường, bình dân, 500. Còn cỗ bình thường nữa, thôi 300 cho nó khách quan đây. Còn Phúc Mập. Em Phúc không biết làm gì, mắt âu dài này. Họ cho Phúc một heo quay. Xin lỗi, làm gì với cái này không biết. Nguyên một con heo đúng không? Yeah, Phúc just theo vợ sẽ ok, bây giờ làm gì? Oh, chụp hình với mọi người, ok, được. Những người chưa cưới mơ ước như thế nào? Em Mika. Một đám cưới của em thì phải sang điệu, phải sành cho. Anh lo hay được, anh lo hay được. Một cái diamond lơ này, mình có bling bling, bling bling, ok, bling bling. Anh lo hay được. Anh muốn một cái nhẫn kim cương to như cái chén phát sáng lại mở ra cho mọi oh người quá mất. Bà nguyên tập mù rồi, không thấy gì. Mù rồi. Anh lo hay được. Thì em muốn nhiều hoa, nhiều sô cô la. Em muốn ở một cái castle, ok? Chuyện bình thường mà. Salim, hoàng tử thì phải có. Và em muốn xin mời tất cả mọi người và khán giả luôn, có được không? Khán giả thì hơi căng nha. Ok, mình sẽ nói sau nha. Cái đó xin bàn kỹ hơn. Nó chỉ là mơ ước mà thôi. No. Chơi lớn, chơi lớn. Yeah. Ok, chơi lớn, đúng kiểu phong cách đại gia đấy. Chỉ vấn đề là thiếu chú rể thôi. Hansara, em tưởng tượng đám cưới của em sẽ như thế nào? Để em tưởng tượng nhá. Để em hít không khí vào một xíu. Rồi. Oh,
biển anh ạ. Nó ở biển anh ạ. Một cái thuyền mà như trong phim ấy. Thuyền cướp biển. Bụi Chà Bá Lửa. Rồi. Và có rất là nhiều chỗ để chơi, như là có thể là chơi bia này, hoặc là mọi người có thể đánh tennis luôn. Có hồ bơi. Cô bé này như là cũng đang tuổi mẫu giáo. Đám cưới nó làm như vườn trẻ, có bàn bia. Vậy em có nghĩ tới cái người chồng tương lai của em trông như thế nào không? Sao mà nó đắn đo dữ vậy? Tại sao phải tưởng tượng trong em chưa có người? Trâm có thể kể thế cho mọi người là có những cái điều kỳ lạ gì mà Trâm nhớ mãi. Khi mà dắt một anh nước ngoài về thì gia đình rất là bỡ ngỡ và có phần lo lắng. Và đặc biệt là nghe đất nước Ấn Độ lại lo hơn. Tại sao tao lo hơn? Tại vì cái vấn đề như là người phụ nữ bị coi thường ở trong xã hội đó và bị đối xử tệ bạc, vân vân và vân vân. Rất là nhiều cái vấn đề mà chúng ta xem phim chúng ta hay tưởng tượng trong đầu. Có định kiến sẵn trong đầu. Tại vì mình xem phim mình thấy và báo chí mình đọc hàng ngày mà, thì mình đâu có qua bên đất nước đó bao giờ đâu, cho nên mình không biết và mình cứ nghĩ nó là như vậy. Nhưng mà khi mà quen với chồng Trâm á thì Trâm thấy là rất là bình thường, là ảnh lớn lên nhưng mà là ảnh đi làm việc ở bên ngoài, ở nước ngoài, cho nên là cái tư tưởng ảnh rất là thoáng. Và một cái điều đặc biệt nữa là trong gia đình của ảnh thì bố ảnh đều dạy các con rằng phải tôn trọng phụ nữ. Bố ảnh có nói một cái câu như thế này: nếu như con đánh nhau mà con bị bắt vào tù thì bố vẫn tới chùa con ra, nhưng nếu con làm xâm hại hoặc là tổn hại tới một người phụ nữ thì bố sẽ để con ở trong tù luôn. Có nghĩa là ngay cả trong văn hóa gia đình thì người bố đều phải dạy cho những người con là tôn trọng và bảo vệ người phụ nữ. Và khi mà ảnh trưởng thành và ảnh sang đây, ảnh quen với Trâm thì ảnh vẫn có từ bố ảnh đã dạy cho ảnh và ảnh bảo vệ Trâm rất là kỹ. Nhưng mà có một cái điều là thường thường trước khi đám cưới thì người ta phải có sự cầu hôn đi, đúng không? Phải có cầu hôn. Nhưng mà đối với ông xã em thì rất ngại cái chuyện cầu hôn. Em phải là người mở lời: anh ơi, anh cầu hôn em đi. Em là một nghề có thể gọi là cầu hôn thông minh nhất chị ạ. Là cũng có cầu hôn đúng không? Năm đấy sắp có cái countdown ấy. Em cho vợ em đi ngắm countdown. Xong là bắt đầu Happy New Year năm mới, pháo hoa này, pháo hoa nọ. Xong em quỳ xuống luôn. Bên cạnh đó thì đang phá hoa tung hết cả lên, ôi trời ơi, rất là tuyệt vời. Và em cũng phải mất một đầm nào luôn. Hóa ra là khoe không mất đồng nào, ôi giời. Cầu hôn là phong cách kiểu của phương Tây. Phúc Mập đi, em đã có cầu hôn không? Thật ra vợ của Phúc rất thích uống trà sữa. Em nước nào có trà sữa ngon nhất? Yes. Đài Loan. So Phúc và vợ làm kế hoạch đi đến Đài Loan. So chúng tôi leo núi voi, Elephant Mountain, núi voi. And Phúc để nhân cưới trên một ống hút trà sữa, sẽ uống trà sữa này và cưới đàn ông này được không? Ok. Được, tinh tế. Salim đã tổ chức một đám cưới rất là hoành tráng ở bên Palestine. Và một cái đám cưới có hai con bò và mấy mấy con cừu. Một bữa cơm rất là hoành tráng, có khoảng 5-6 nghìn khách. Wow, 5-6 nghìn khách á? Đúng rồi. Thế phải thuê cả sân vận động luôn ấy. How many days, bao nhiêu ngày? Bình thường thì sẽ phải trong một tuần. Ngày nào cũng sẽ có một tiệc. Wow. Đấy. Và sẽ có một cái điệu nhảy rất là đẹp tập thể, thể hiện cái sức mạnh của chàng trai Palestine. Let's go, let's go. Thể hiện sức mạnh của chàng trai Palestine. Bắt đầu nào. Go. Bây giờ trước khi mà chúng ta bàn luận sâu hơn về đám cưới ở nhiều nơi trên thế giới ha, thì chúng ta hãy cùng tập trung vào phía giữa sân khấu để đón xem một cái tiểu phẩm nho nhỏ. Xin mời tiểu phẩm bắt đầu. Tôi nôn quá ông mùi. Tôi thiệt, tôi nói bà mấy nay rồi tôi mất ngủ luôn đó. Mình ở tuần chân mặt một tuần luôn. Trời ơi, thiệt cái tình đó. Thiệt, không ai như ông hiểu ý tôi hơn. Trời ơi, tôi tưởng tượng nha, bây giờ mình làm ngoài bãi biển. Trời ơi. Cái sông cái hở mình
ăn tiệc xong cái mình đi cano mình ngắm hoàng hôn. Cái mình đi cano mình ngắm hoàng hôn. Ôi, làm ở biển là mình phải chọn layout màu trắng nha bà. Ok ok ok. Xong xong cái mình lặn vòng cái về mình ngủ cái mình tối rồi mình ra biển mình nhảy đập. Trời ơi được á. Mình cũng mời đó. Mời nhiều người vô. Mời bạn cấp 2 cho tôi nở mày nở mặt. Bà mời bạn cấp 2 hả? Ừ. Trời còn 5 đứa tiểu học của tôi nữa quất luôn. Nhớ nha, ghi note vô đàng hoàng là ngồi cái bàn đó rồi mình vênh cái mặt lên mình cười. Thôi mình biết gì mà hãnh diện lên với bà đúng không? Đúng rồi, bây giờ anh Hương anh má con mới về. Ôi trời, con gái. Con gái. Bên này má Hương, bên này má ôm cái, bên này má ôm cái. Má bà chưa má. Mới đầu về đó. Con mới đi gửi thiệp mời đám cưới cho mọi người. Trời ơi, dễ sợ vậy. Nè, nghe má hỏi. Vậy bây giờ con đặt cặp trong nhà hàng chưa? Dạ rồi. Con đặt tiền cho áo cưới chưa? Dạ rồi. Có nhẫn chưa? Sẵn sàng. Giỏi quá. Đúng là bà dạy con khéo ghê, chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Rồi nó nghe nè. Dạ. Con mời hết bao nhiêu người rồi? 50. Trời thiệt, không hiểu sao nó hiểu. Hai vợ chồng mình đúng ghê rồi. Biết là mình mời 50 người luôn. 50 người bạn bè của ba má con mời hết luôn rồi đó hả? Dạ không, nguyên một cái tiệc tất cả bạn bè hai bên là 50 người. Con giỡn mặt với ba hả? Đó, một mình mẹ đếm sơ sơ là 49 rồi đó. Mẹ đang tính là ba có một người thôi mà sao giờ khoảng 50 rồi. Chưa thôi đó, chứ nó có 50 người của ba rồi 50 người của mẹ rồi bạn của con đó, nhưng sao cái đám cưới gì có 50 người là sao? Ủa ba mẹ sao vậy? Cái gì? Tất cả loại là những người quan trọng trong cuộc đời con, chồng con, tổng cộng là 50 người. Mình mời như đám cưới bên Tây vậy đó ba. Có, nhưng mà bà Bảy cũng quan trọng với má. Trời ơi, chú Sáu nữa ngày xưa. Trời ba khổ, chú Sáu cho gạo bao giờ phải mời người đó luôn con ạ. Đúng rồi, con sao vậy? Chưa hết nha con. Mấy bà con dưới quê nữa. Trời ơi, mời không bỏ sót được. Bỏ sót á, người ta giận mình chết. Trời, bà con xa không bằng lá gì gần nữa. Gặp cái dòng mà mình mời bà Bảy, xong bà Tám biết không mời bà. Trời ơi, ta đi chết luôn. Bà nói xấu nguyên cái sống là chết luôn ông ơi. Phải tổ chức mời đàng hoàng. Trời, con mặt mũi để đâu con ơi. Ba nói thiệt con nha. Ba tính kỹ hết trơn rồi. Đây nè, bốn thằng người yêu cũ của con ba mời luôn. Bốn thằng người yêu cũ của con ba mời luôn. Ba mời luôn con. Mời luôn con. Mà đám cưới của con mà. Thì ngày trọng đại của con ba phải làm cho con nở mặt nữa mày. Ba má cũng nở mặt nữa mày nè. Đó giờ ba đi nhiều đám rồi, nó bây giờ ba phải mời người ta lại, mời đi lại đàng hoàng. Đúng rồi, đi mình lấy tiền, nhiều cái tiền nó cũng cho con chứ bộ. Ủa nhưng mà mời như vậy rồi tiền đâu mà trả cho hết? Tiền của ba má bỏ ra. Tiền không thành vấn đề, nói chung phải mời hết cho má. Mình mời nhiều mình mới lời đúng không ông? Đúng rồi đó con. Sao mà nghĩ như vậy được? Bà má ơi, đám cưới của con, tôn trọng con đi. Con chỉ muốn là những người nào quan trọng trong cuộc đời con mới xuất hiện trong đám cưới của con thôi. Thì bà Bảy cũng tôn trọng với má mà. Trời ơi, bà Bảy vô sao con không có nhớ mặt. Nè nè, chú Năm, ba rất là tôn trọng chú Năm. Năm đứa con của ông, ba đi đám cưới điệu chưa? Bây giờ phải lấy lại. Phải lấy tiền lại chứ. Đúng không? Đúng, phải lấy lại đây giờ. Bây giờ nè, ba không có nói nhiều nữa. Lớn rồi, chỉ cần ngồi một chỗ để chuyện đám cưới để ba má tính. Đúng. Không có nói nhiều. Bây giờ sao? Ba má nhất quyết là sẽ mời tất cả những người này đúng không? Đúng. Tổng cộng là 150 người. Không. Nhiều. 500 người cho tôi. Quốc hết luôn. Quốc hết luôn. 500 người 500 thì 500 người. Ghi tiếp danh sách. Ok fine. Ba má làm lễ hấp hôn đi rồi mời hết tất cả những người đó. Con không mời nữa. Ê, Trang. Ô Trang. Thấy chưa, tôi nói từ từ cho con gái má bớt lại 5 người thôi. Là 450 người. Là 408 trừ 4 là người yêu cũ ra được chưa? Chính xác đó là 100% sự thật luôn á. Em chỉ có một cơ hội thôi là trong văn hóa Việt Nam. Nếu nhiều người xin mời em để nhiều đám cưới thì lúc đó em lấy chồng thì em phải xin mời tất cả người đó. Depends, like depends. Yeah. Okay. Như đám cưới Trâm thì Trâm cũng chỉ mời những người mà Trâm cảm thấy là thân thiết thôi. Tại vì Trâm nói, tôi đi nhiều đám cho nên bây giờ tôi phải xin mời. Đối với người lớn á, thì họ sẽ mời lại tất cả những người mà họ đã đi. Còn những người trẻ thân thiết có nghĩa là những người bạn thật là thân, chứ không phải là chỉ có là gặp nhau một hai lần là mời, hoặc là ngay cả đồng nghiệp cũng phải chọn những người thân nhất. Còn người lớn là không, đã mời hàng xóm là mời nhà này là phải mời nhà này xóm này mà ai trả tiền? Con trả tiền. Không biết là như đám cưới của Salim mà mời đến tầm độ khoảng 5-6 ngàn người thì những người đấy là em có biết không? Hay là toàn bạn Facebook đó cho có 5 ngàn đấy mà. Trong gia đình ấy là em trai Salim sẽ
sẽ lo cái việc in card mời và không có cái tên người mời. Và phát khắp mọi nơi. Những người mình thân hay là ở xa các thứ thì mình sẽ đến tận nơi và mời họ ấy. Còn lại thì những người hàng xóm nếu mà không được mời, dù không có thân nhá, hay là không có quan hệ gì cả, nhưng mà không mời họ ấy là mình sẽ bị ăn nói. Đám cưới của bên CJ cũng sẽ là đâu đó khoảng 1.000, 2.000 người gì đó. Rồi, thế mới thấy là thi thoảng chúng ta cứ bảo là ở đám cưới Việt Nam tổ chức rình rang rồi, tốn kém rồi, thế này thế kia. Không bằng 10%. Đấy, nhìn mấy ông này cưới thấy vất vả quá. Quá ông thì... vất vả luôn. Nên em mới phải cưới vào Việt Nam chứ anh nghĩ sao? Anh này sướng, cưới vào Việt Nam sướng ấy. Đúng rồi, Phúc thích đám cưới ở Việt Nam hơn Mỹ. Còn ở Nga đám cưới sẽ như thế nào Lily? Sẽ rất khác so với Salim hoặc là bên CJ. Cô dâu chú rể sẽ được quyết định là mời những ai. Thì họ chỉ mời khoảng 20-30 người. Thế thôi à? Chỉ thế thôi. Thì thế. Ôi, sang Nga mà tổ chức. Sau khi đã vào ăn rồi sẽ có các cái cuộc thi là đưa cho chú rể một cái bỉm và cô dâu cũng một cái bỉm. Sau mà cô dâu chú rể sẽ đi các bàn để thu tiền. Ai cho bao nhiêu cũng được. Cái bỉm á? Nhưng sao lại cái bỉm? Từ từ để đây em sẽ nói thì anh sẽ hiểu lý do vì sao. Đấy, sau khi đã thu tiền hết một vòng tất cả các khách rồi thì về sẽ tính tiền. Và nếu mà chú rể nhiều tiền hơn thì về sau gia đình đấy sẽ đẻ được con trai. Đấy. Hay quá. Cuộc thi để thu được nhiều hơn và bên nào mà muốn là để con trai thì sẽ cho nhiều tiền vào cho con trai. Đấy, còn bên nào muốn con gái sẽ cho nhiều tiền cho con gái. Đấy. Tốn kém nhờ. Tốn kém nhờ. Trời đất, xin hỏi Võ Hà Trâm, đám cưới của Võ Hà Trâm với lại chồng á, bạn cũng nói là khoảng một tuần, diễn ra một tuần và sau đó là bạn... Không, một tuần là nếu mà ở Ấn Độ thôi, chứ ở bên Việt Nam một ngày là muốn xỉu rồi anh. Em không có làm đám cưới Ấn Độ nhưng mà em nghe kể thôi nha. Sẽ có một cái đống lửa. Chú rể sẽ dắt cô dâu đi vòng vòng cái đám lửa đó 5 tiếng đồng hồ. Ủa, 5 tiếng đồng hồ. Ủa. Để cầu nguyện. Em không biết cầu nguyện cái gì nhưng mà đi vòng vòng có 5 tiếng đồng hồ. Em nói may á chứ mà em qua đây em đám cưới á là một là em phải ngồi xe lăn để em đi. Hai á là em phải có cái cây nước biển á em cắm em đi. Và cái một cái điều rất là lạ đó là chụp hình cưới, cô dâu không có được cười. Cô dâu không có được cười. Mà tại sao? Người ta lý giải là cười là bị... Người ta lý giải là bởi vì người con gái đi sang nhà chồng là thì buồn. Phải thể hiện cái sự nghiêm túc. Mình cưới em cười té tét. Trong đám cưới của người Hindu, con gái là người phải lo tiền. Đúng đó. Đúng rồi, con gái phải trả tiền. Nếu mà nhà con gái mà nghèo thì là coi như là cô gái ế luôn. Ế luôn, không thể cưới chồng được. Nhắc đến chuyện tiền em mới nhớ ra đám cưới của Nigeria thì gia đình vợ sẽ viết vào một cái tờ giấy dài những gì mà ông chồng phải mang đến khi đến sinh. Voi chín gà, gà chín cơm. Rất nhiều thứ. Riêng tiền là gia đình vợ công nhận. Bởi vì gia đình vợ cho rằng là tôi cho ông con gái của tôi để ông chăm sóc chứ không phải là bán con gái tôi. Đấy, kiểu đấy. Ở Pháp người ta chuẩn bị một thời gian rất rất lâu. Bao nhiêu lâu? Ít nhất là một năm. Wow. Lý do là vì tổ chức một đám cưới ở Pháp rất là mặc tiền. Ở Pháp mình chỉ tổ chức đám cưới từ tháng 5 đến tháng 9. Ở Việt Nam chỉ kiêng mỗi là tháng 7 cô hồn thôi là còn là kiêng tất. Tại vì mình có mùa đông. Em hoàn toàn có thể cưới trong nhà thì vẫn đủ ấm mà. Nhưng mà ở Pháp người ta nói no. Người ta muốn thoải mái. Tại vì đây là mùa hè, mình cảm thấy trời tiết đẹp hơn, okay. Yeah, thoải mái. Mình cảm thấy cái đám cưới ở Việt Nam là thông minh hơn. Tại vì ở Pháp người ta không tặng tiền, người ta tặng hoa quá để sử dụng ở trong nhà. Có thể dishwasher hoặc là vô dụng. Ý là nhưng quá không sexy đâu, không có gì hấp dẫn. Cho nên đấy là lý do cái đám cưới ở Pháp có thể là vui nhưng mà mình cảm thấy hơn kiểu Việt Nam. Và bây giờ nếu mà chúng ta trở lại với cái tiểu phẩm hồi nãy, tôi muốn đặt ra một nhận định. Đám cưới của con là do ba mẹ quyết định. Đồng ý hay không đồng ý? Ta-da! Ta-da! Đây sẽ là đâu đó khoảng 70%, còn đây là 30%. Sao em nghĩ là cả hai? Vì sao? Bởi vì Salim là một người tính cộng đồng rất cao và thuộc gia đình. Salim rất là yêu gia đình và tôn trọng gia đình và lựa chọn của gia đình. Đối với Trâm á, tại vì Trâm đi nhiều cái đám cưới
Và cũng có những cái đám cưới là ba mẹ quyết định và ba mẹ mời khách của ba mẹ rất là nhiều. Và hầu như cái không khí nó rất là bị trùng á. Đúng rồi. Tại vì khách của ba mẹ thì là lớn tuổi mà đâu có hey, vô được. Mà chỉ có bạn mình mới là kiểu rất là enjoy, rất là thoải mái như vậy thôi. Và tất cả các đám cưới mà ba mẹ là người quyết định thì đều là như vậy. Okay. Thế nhưng niềm hạnh phúc của bố mẹ là gì? Khi đã đẻ một đứa con, vất vả cả đời nuôi con, cuối cùng chỉ muốn vui khi con cưới mà. Đúng. Tại sao mình phải làm họ phải mất đi một cái cảm giác tuyệt vời như vậy? Cho nên họ muốn mời, họ muốn khoe với gia đình này, với gia đình kia là con của mình đã cưới rồi, đã trở thành một người đàn ông. Xin để đồng ý với quan điểm của Salim, đó là bởi vì bố mẹ đã vất vả rất là lâu để nuôi một đứa con này. Của Salim. Cảm ơn anh. Tuy nhiên. Trở lại cái tuy nhiên. Tôi và chú rể. Yeah, no. CJ, đây là lý do CJ bảo là CJ không đồng ý 70%. Và CJ đồng ý 30% bởi vì CJ vẫn nghĩ cho bố mẹ. Nhưng mà CJ nghĩ là đã là đám cưới của một cặp đôi, cô dâu chú rể vẫn là người nên có quyền quy định là họ muốn được cảm nhận, họ muốn có cảm giác như thế nào hay là có cảm xúc như thế nào khi mà đang là đám cưới của chính mình. Chứ không phải là do người khác quyết định. Em đồng ý là vì thật sự trong gia đình của em là bố mẹ ly hôn rồi. Và bố của em sống ở Nga, mẹ sống ở Pháp. Cho nên em đang nghĩ nếu một ngày nào đó em lại chồng thì em sẽ rất là vui để bố mẹ có thể sắp xếp cái đám cưới của em. Tại vì đây là một cơ hội để bố mẹ connect với nhau. Không cần để yêu nhau nhưng mà để gia đình của mình với nhau một lần nữa nha. Đó là một ý rất là dễ thương. Hai. Trong đời này, sau khi Phúc cưới vợ, Phúc có một câu. Câu là happy wife, happy life. Vợ vui thì cuộc sống vui. Và mẹ của Phúc cảm thấy giống như vậy. Mẹ nói là con trai vui thì mẹ vui. So nếu con trai vui với vợ thì mẹ cũng vui, không quyết định gì. Thưa quý vị, không phải là chúng tôi đặt ra câu hỏi này có đúng sai, không nhất thiết là phải chọn hẳn một phía, mà cũng có nhiều cách để có thể dung hòa được. Cụ thể như đám cưới của tôi, bố mẹ cũng có nhu cầu mời đến những người đã lớn tuổi rồi, đồng thời là gì cũng không có thể nghe được nhạc như bọn trẻ là chơi tưng bừng, mà các cụ cũng phải muốn truyền thống. Thế thì hai vợ chồng đã chọn một cái địa điểm tổ chức là nó có hai tầng. Tầng một là trang trí kiểu truyền thống. Anh vẫn mặc bộ vest đấy, nhưng mà vợ anh thay một bộ áo dài đỏ. Xong là hai vợ chồng lại chạy lên, vợ anh thay một bộ váy cưới hiện đại. Bên trên tầng là toàn bạn bè, rồi ban nhạc của anh, rồi tất tật mọi người là tưng bừng luôn, lúc ấy là quẫy tưng bừng. Không có vẻ áp lực cho lắm. Đấy là anh kể lại thì đấy nhẹ nhàng, còn em trải qua mới thấy là cực kỳ áp lực luôn. Mệt lắm luôn em ạ. Chúng ta đã có rất là nhiều thông tin để mà ngẫm nghĩ về sự khác biệt trong đám cưới của các văn hóa. Vậy thì có bao giờ mọi người đã từng đặt ra những cái vấn đề về việc sống chung với nhau trước khi đám cưới? Mọi người có bao giờ... Sao Phúc mà Dustin, có ý kiến? Dustin đang nói về ăn cơm trước cạn hả? Chính xác. Chúng ta sẽ chuyển sang một phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Đó là chủ đề mà vừa rồi Phúc Mập đang định lấp liếm. Chúng tôi muốn khui nó ra và chúng tôi muốn khui tưng bừng luôn, khui ngay trên sân khấu luôn. Và xin mời các bạn sẽ theo dõi tiểu phẩm tiếp theo của chương trình. Em muốn yêu anh dài lâu. Em muốn yêu anh đầm sâu. Em đã thương anh từ lâu. Em đã yêu anh dài lâu. Ôi, mình yêu cái giường này. Không gian gì đâu mà đẻ dễ sợ. Trời ơi, coi kìa. Biển kìa. Ôi, trời ơi. Ôi, cái đầm hồng này. Ôi, ướm lên cái người mình. Hơi, như cái đòn bánh tét cưng muốn chết. Hơi, cái nơ này mà gắn lên đầu mình là bao nhiêu chàng cũng gỡ luôn á. Hơi. Ủa, sao cái đầm này nó vẫn nằm vị trí này? Sao cái nơ nó vẫn nằm vị trí kia? Cái đôi giày này nó vẫn nằm ngay đây. Cái bà cái phòng này đâu ta? Ủa,
Vì bả đi đâu trời? Muốn cái vòng đi đâu ta? Hay là đi chơi xong cái bị bắt cóc? Không phải. Hay là đi chơi xong cái bị không phải. Ghê vậy ta? Chết rồi. Thiệt không, về 3 ngày rồi cái phòng này nó y chang như lúc mình vô ngày đầu tiên. Được. Sếp ơi, lên phòng 502 gấp. Sếp. Cái chuyện gì vậy? Tìm người đàn bà có cái nơ. Cái gương á. Này đứng lại đây. Cái gì vậy? Cô không có nơ không phải. Cái gì? Nhìn sợ quá. Nè bình tĩnh. Có gì nói cho anh biết tại sao phải tìm người đàn bà có cái nơ. Cổ bị. Cái này mà ra ngoài là khách sạn mình. Quên nữa. Sao đúng nữa? Rồi, hồi sáng em có coi tin tức, người ta nói là hả, có một cô gái mất tích 3 ngày. Chết cho nó, quá coi chân bả anh rồi em. Bình tĩnh. Mày mét công an. Không được báo công an. Không, em phải báo công an. Được. Chết là anh chết người tới nơi rồi. Công an nghe để anh giải quyết đây nè. Ma con ma nơ kìa. Con ma nơ em nó. Con ma nơ. Người đó chứ phải ma đâu. Ma không ai mập vậy đâu. Oh my god. Thôi cho tôi hỏi. Tôi là người quản lý cái khách sạn này. Okay. Cho hỏi, 3 ngày nay chị đi đâu mà không về phòng với chị? Thôi mệt quá. 3 ngày nay tôi ở trong cái khách sạn này. Tôi ở bên phòng người yêu tôi kế bên. Phòng người yêu chị kế bên. Honey. Đâu? Honey, người ta hiếp em cơ. Honey. Oh my god. Trời. Là Honey. Yes. Phòng khác. Yes. Phòng này. Mày bỏ. Anh là quản lý khách sạn đúng không? Đúng. Anh nói sao? Lúc tôi đăng ký phòng, anh nói là không có giấy chứng nhận kết hôn là không cho đăng ký ở chung một phòng. Ủa, có cái điều đó. Có cái luật lệ. À rồi. Đúng, có, đúng rồi. Nếu mà chị là người Việt mà ở với một người Tây ở khách sạn mà không có giấy kết hôn thì chúng tôi không cho ở chung với nhau. Thì đấy, tôi phải book 2 phòng. Để chi? Để cái phòng này không vậy đó rồi qua bên ở nhà. Nhưng mà thưa chị làm điều này là chị đã làm vi phạm cái quy định của khách sạn của chúng tôi. Ủa mày lo. Hả? Ai lo cho chị khổ quá à, chị ơi. Lo cái gì mà lo tôi mới lo cho chị nè. Tôi cũng rất lo đó. Bây giờ tôi chiều lòng khách sạn, tôi book 2 phòng rồi. Tôi muốn ở đâu tôi ở chứ. No, như là quy định vẫn quy định. Chị book 2 phòng thì kệ chị. Nhưng mà trong cái thời gian book đó chị hai người nè vẫn ở chung với nhau và chúng tôi đã phát hiện. Mời chị xuống cái quầy lễ tân để làm cái biên bản là vi phạm cái quy định của khách sạn của chúng tôi. Honey. Hiểu không? Ok. No. Ladies and gentlemen, you and me, let's go quầy lễ tân ký biên bản. Ok. Let's go. CJ diễn chuẩn đấy. Em chỉ cần đứng không mà thôi. Đấy, anh nói thật là nếu mà diễn mà phải thoại, phải nói thì là rất dễ. Thế nhưng mà diễn mà đứng yên như em được, cực khó luôn. Tại vì thi thoảng ngày xưa anh cũng đóng gốc cây với đóng cục đá rồi anh đứng yên khó lắm. Chúng ta sẽ đi qua chủ đề cũng gần như thế để mình không quá lún sâu. Yêu thôi đừng cưới. Mọi người đã bao giờ nghe đến khái niệm này chưa? Ở Nga rất là phổ biến. Ở Pháp cũng vậy. Tại sao lại không cần cưới? Vì đám cưới rất là mắc tiền. Còn thứ hai là mình có thể sẽ break the myth. Mặc dù ở Việt Nam người ta nghĩ chàng trai Pháp rất là lãng mạn, rất là galant thì không phải đâu. Ví dụ như họ có con với nhau và người chồng lại không có chung thủy và anh ấy lại đi tìm một người khác. Thế là người mẹ phải là một người mẹ đơn thân. Năm thấy có một vấn đề như thế này, ngay cả khi mà hai người đã kết hôn với nhau rồi mà về sống không hạnh phúc thì người mẹ vẫn có thể trở thành một người single mom. Yeah. Và họ yeah. chọn trở thành yeah. single mom yeah. để thứ nhất là họ giải thoát cái cuộc hôn nhân đó. Và single mom không có nghĩa là họ sẽ không có thể tiếp tục có một cuộc sống hạnh phúc khác với người đàn ông khác. Nhưng mà tại sao phải thế? Tại sao phải bị gọi là rơi xuống một cái hoàn cảnh tiêu cực như vậy? Khó khăn như vậy? Do ai? They cannot choose. Không, tại sao phải nuôi con một mình như vậy? Chị hiểu không? Bởi vì khi mà chị muốn làm single mom, không muốn có chồng chẳng hạn ấy, chị đã chuẩn bị tinh thần ít nhất là vì điều kiện. Là chị đã tự tin muốn chọn điều đó vì chị đã có điều kiện. Còn khi mà chị không có điều kiện mà đang có chồng hay là đang có một người gọi là người yêu mà đã có bầu, mà bụng nghĩa là bỏ mình mà mình không có nghề, không có cách để kiếm tiền mà rơi xuống cái vấn đề đó là một cái tình trạng. Nhưng mà đôi khi họ không có quyền không lựa chọn. Họ sẽ phải chọn. Họ không được chọn đâu.
em có một người chị của em. Em rất là quý và tôn trọng chị đó. Chị đó là hiện tại là một single mom. Và chị đã rời bỏ khỏi chồng của chị ấy khi chị ấy chưa có điều kiện. Em nói đó, chưa có điều kiện. Nhưng chị rất là mạnh mẽ. Chị tin rằng là mình sẽ làm được. Mình sẽ làm rất là tốt. Và dần từ số tiền ít, bây giờ chị ấy trở nên là kiếm được số tiền rất là nhiều so với đợt ban đầu. Và chị nuôi con chị rất tốt. Chính vì là chị đã rất là dũng cảm và mạnh mẽ là mình sẽ làm được. Chứ em không nghĩ là không có điều kiện, bỏ đi thì mình sẽ không làm được gì hết. Nếu như người mẹ thật sự thương con và mong muốn là bản thân mình cũng sẽ vực dậy á, thì em nghĩ là không có gì là không thể cả. Tại sao lại nói chuyện sang single mom nhỉ? Ôi, em cũng không biết tại sao nhưng mà em đang suy nghĩ. Phúc không nói là hai người phải cưới trước khi ăn cơm. Nhưng mà nếu Văn Hoa khuyên khích nhiều hơn, so sánh với ví dụ like bài hát rap là oh baby mama this, baby mama that, and like đứa trẻ nghe bài hát này and go oh yeah baby mama okay single mom. No, like Văn Hoa khuyên khích người là bắt đầu xây dựng một gia đình truyền thống thì có ít người stuck bị... with a baby, you know. Đại khái là Phúc Mập cho rằng là nếu như một cái xã hội mà ủng hộ cái truyền thống nhiều hơn, một cái gia đình truyền thống nhiều hơn thì sẽ bớt đi được những single mom, những bà mẹ đơn thân, bớt đi được những đứa bé mà lại không đầy đủ cả cha cả mẹ. Và như vậy thì theo những nghiên cứu xã hội mà như là Phúc Mập có nói ra ấy, thì đứa trẻ mà lớn lên ở những gia đình mà thiếu bố hoặc thiếu mẹ thì thường là cái khả năng phạm tội. Đúng rồi, rất lớn. Đó là tại sao Phúc tôn trọng xã hội của Việt Nam. Nhận định là sống chung trước hôn nhân. Đồng ý hay không? 1, 2, 3. Không đồng ý. Cho em phân biệt thì em bao nhiêu không đồng ý, bao nhiêu phần trăm có đồng ý? À, tức là em có một cái câu chuyện của hai người Nga là họ đã chuyển về sống chung với nhau. Vì sống chung lâu quá, thành ra người đàn ông đó không muốn cầu hôn người phụ nữ đấy nữa. Và bảo là thôi anh em mình cưới làm gì, đằng nào cũng ở chung với nhau rồi thì để làm gì nữa, tốn tiền ra, bây giờ là cứ ở chung với nhau thế thôi, cũng có thay đổi gì nữa đâu. Mọi thứ vẫn thế đấy. Cưới xong về lại về đúng cái phòng đấy, cái giường đấy. Nhưng mà bình thường khi mà người phụ nữ không được cầu hôn thì sẽ rất là bức xúc và sẽ chia sẻ với chồng bao giờ anh cầu hôn em. Lily có thể rõ ràng hơn là bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định trên? Em đồng ý sống chung nhưng không được lâu quá. Tại sao phản đối Phúc Mập? Đây là một điều về văn hóa Việt Nam mà Phúc rất thích. Khi Phúc đi đến Việt Nam và bắt đầu hẹn hò với vợ của Phúc, một phụ nữ Việt Nam. Vợ đã là 28 tuổi nhưng mà phải về nhà trước khi 12 giờ. Họ sẽ là sao? 28 tuổi rồi, bố mẹ sống ở Mỹ luôn. She said, đó là quy tắc. Phúc rất là bất ngờ, rất là tốt. Phúc rất thích. Trên thế giới có một vấn đề với phụ nữ có bầu trước khi đám cưới. Thật ra là bố bỏ trai and có single mother. And đó là một vấn đề mà nếu có quy tắc thì giúp một chút. Không phải là hai người không thể sống với nhau, nhưng mà Phúc thích văn hóa Việt Nam mà phải ăn cơm sáu khẳng. Salim là người lựa chọn không đồng ý, nhưng mà trước mặt Salim là ba cô gái với cái lối sống rất là văn minh hiện đại. Ba cô đều nói là đồng ý. Bạn có cảm thấy như vậy là quá khoáng hay không? Theo đạo hồi nói chung ấy, thì Salim nói Palestine vấn đề quan hệ tình dục trước khi hôn nhân cấm hoàn toàn. Không được phép ăn cơm trước kiện. Theo cá nhân Salim, nó không phải là điều tốt đẹp để mình khoe nếu như mà mình chưa là vợ chồng. Mika muốn chia sẻ với các bạn một cái chuyện riêng tư ở Việt Nam. Tại vì hồi xưa khi Mika mới đến Việt Nam, Mika đã yêu một chàng trai Việt Nam. Wow. Và chưa. Rồi nhưng mà cái điều đặc biệt là gia đình của chàng trai đó, mặc dù Mika biết xã hội Việt Nam là một xã hội rất là truyền thống, đúng không? Rất là truyền thống, rất quan tâm về về image, đúng không? Thì cái gia đình của chàng trai đó xin mời Mika sống với bố mẹ.
Tại vì lý do là vì bạn trai đi nước khác, nhưng mà bạn tiếp tục yêu nhau, bạn là long distance relationship. Nhưng mà bố mẹ rất rất thương em và xin mời em cùng sống cùng bố mẹ. Cho nên sau đó Mika cảm thấy rất là may mắn. Tại vì mặc dù Mika một mình ở một nước lạ, Mika có một gia đình, không phải là gia đình của Mika nhưng mà vẫn gia đình khác giống như mình. Cho nên Mika cũng có cơ hội để sống trong một gia đình Việt Nam, để tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Mặc dù không sống với bạn trai nhưng mà sống với gia đình của bạn trai là giống như cô dâu. Yeah, giống như cô dâu. Nhưng lúc đó Mika không biết về văn hóa Việt Nam nhiều, và Mika cũng không hiểu tiếng Việt nhiều lắm. Nhưng mà chị thấy rất là may mắn, rất là vui vẻ. Tại vì một ngày Mika thức dậy và có bố mẹ, không phải bố mẹ của mình nhưng mà thấy giống như bố mẹ của mình. Cho nên đấy là lý do Mika nói Mika đồng ý. Điều đó chứng minh là chúng ta thật sự quan tâm đến cái việc là tự do khi yêu của chúng ta, có đúng không ạ? Nếu mà mình đã chấp nhận cái đó thì mình sẽ không hối hận. Quan trọng là họ đủ yêu thương nhau thì mọi thứ đều có thể giải quyết được. Còn trong trường hợp mà họ không đủ yêu thương, mọi thứ sẽ là lý do thôi. Đúng rồi. Nếu như mà chúng ta không có ý thức thì xã hội này sẽ bị loạn hết cả lên. Cho nên chúng ta cần phải có luật pháp và chúng ta cần phải có truyền thống gia đình. Đấy, lý do chúng ta cần phải có lời khuyên của bố mẹ để chúng ta sống tốt. Với cái tiểu phẩm lúc nãy chúng ta xem ấy, là nó có một cái chi tiết khá thú vị là tại sao là các khách sạn lại cấm cái việc đấy. Tại sao có một người nước ngoài và một người Việt Nam thì lại không được ở chung với nhau một khách sạn? Là để nó phòng chống vấn đề tệ nạn xã hội. Anh tin một điều là tất cả chúng ta khi đến với tình yêu thì đều mong muốn hạnh phúc. Cưới to, cưới nhỏ không quan trọng, quan trọng là cưới xong có hạnh phúc không. Chịu like anh. Mà sống trước với nhau thoải mái 3-4 năm rồi thì tự nhiên là con cái đầy đàn rồi thì lại đỡ phải thuê trẻ em cầm gọi là đi trước để rắc hoa. Yeah. Thì coi như cho con nó rắc luôn thì đỡ được khoản tiền thì mình cưới. Okay. Mà cưới xong vẫn hạnh phúc bình thường. Em rất là thích cái điều là con em đã tham dự đời đám cưới của em và em cực kỳ hạnh phúc và tự hào về điều đó. Đám cưới ba người. Em mong không có nhiều gọi là trường hợp như anh CJ. Đồng thời thì em cũng không mong có nhiều trường hợp giống như em. Nhưng mà anh CJ là happy, vui vẻ với điều đó, tự em hào với điều vì, đó mà. Bởi vì nhiều khi em xem những cái hình ảnh của đám cưới của mẹ em và em hỏi là ôi thế con đâu? Và đã có nhiều em bé đã từng hỏi cái câu đấy. Như vậy là chúng ta lại có thêm một cái buổi tranh luận rất là gay gắt nữa, đi rất là xa bờ, nhưng cuối cùng thì mọi người cũng lại đồng ý với nhau hết. Đương nhiên gia đình mà, mình okay, phải đồng thuận gia đình chứ. Mà. Thôi thì cũng đến lúc ba mẹ cho em bé ăn rồi. Ba mẹ có cảm giác như thế nào khi mà ngồi vào cái bàn tranh luận này? Ban đầu bà mẹ nhận lời tới đây, bà mẹ chỉ nghĩ đơn giản là bà mẹ sẽ chia sẻ những cái điều khác biệt và văn hóa giữa bà mẹ và chồng của bà mẹ. Nhưng mà không ngờ lên đây mọi người căng quá, là bà mẹ cũng hơi căng và con trẻ cũng hơi căng nhẹ. Rồi, thế thôi bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau để đứng dậy và chúc cho bà mẹ sẽ có một cái buổi tối rồi vui vẻ để mà chúng ta chào tạm biệt được không ạ? Yeah. Cuộc trò chuyện của anh em chúng tôi có thể rất là xa bờ, xa với chủ đề, xa với câu hỏi, rồi cũng có thể rất căng thẳng và mỗi một người đến từ một miền văn hóa, họ có thể tranh luận khác nhau. Nhưng tất cả chúng tôi ở đây đều giống nhau ở một chỗ, đó là ai cũng muốn mình có một tình yêu đẹp, ai cũng muốn mình được hạnh phúc, ai cũng muốn mình có một đám cưới thật là đẹp, có thật là nhiều kỷ niệm. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi Nhập Gia Tùy Tục. Và Nhập Gia Tùy Tục là một chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi sẽ lên sóng thường xuyên vào lúc 20 giờ 30 phút thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.